Hello, chào mừng tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình với Quỳnh Thơ sẽ đi hội chợ Thái Lan ở Tiền Giang. Đây, chào tất cả mọi người nè. Chào tất cả mọi người. Đây là khung cảnh ở khu vực quảng trường. Hầu hết là những cái sự kiện gì của Tiền Giang mà đó, chắc đều tổ chức ở đây. Khi là sẽ được tổ chức ở đây nha mọi người. Đường Hoa Xuân cũng sẽ tổ chức ở đây luôn. À, chuẩn bị tới Tết nữa. Đây, hội chợ mua sắm ẩm thực hàng Việt Nam, Thái Lan. Rồi, đi vô thôi. Bây giờ thì mình đi thôi. Cặp lọc bình. Đồ gỗ. Đây là nhà thiếu nhi tỉnh. Ban ngày hình như là không có thu phí. Đúng rồi, ban ngày không có thu phí. Ban ngày chắc không có ca sĩ, nghệ sĩ nên họ người ta không có thu phí. Còn ban đêm hình như là mỗi một người thu phí mỗi một người là bao nhiêu? 30.000. 30.000. Đây có rất là nhiều những đồ cổ và đồ gỗ. Đây là nhà thiếu nhi tỉnh Tiền Giang. Vườn hoa anh đào. Ngày chắc buổi tối đèn led rồi nhìn nó đẹp hơn. Đúng rồi. Nhưng mà đi buổi tối rất là đông người mọi người ơi, nên là không có thể nào mà quay được đâu. An ninh nó cũng phải không có, cũng được siết chặt đó chứ, nhưng mà có điều nó cũng có một cái một số rủi ro nếu mà mình vô đây phải cẩn thận. Đúng rồi, hầu như là những cái hội chợ nào cũng vậy, mọi người đi là lên đây nó mình vô đây trước đi. Hội chợ cái gì tổ chức của anh vậy? Thiên kỳ hoa đào. Rất là đẹp luôn. Nhưng mà nó không có giống ở Hà Nội nha mọi người, không không giống chuyện chuyện ảnh hoa anh đào của Nhật Bản ở Hà Nội tại cái này là đào giả. Cái kia là đào thiệt của người ta. Lại lại còn mấy cái bức tranh đó nè. Đây có thể là những cái gì đó gọi là thiên đường cho những chị em phụ nữ của chúng ta. Check in. Check in. Chụp những bức hình tự sướng. Dòng của bên kia. Ôi có mấy cái lồng. Mấy đứa bé thật dễ thương quá đi. Mình vô mình thưởng lãm những cái bức tranh. Mẹ ơi! Cái gì? Đâu? Đâu nè! Lấy ra giùm làm vậy? Chụp đi! À cái này là lụa anh. Anh tưởng đâu là dẻ. Ui! Sao dẻ được? Nhìn phải dẻ rồi. Mình đang tiến vào khu ẩm thực. Nghiền lòng. Đây nè, đây nè.
khu ẩm thực Thái Lan thôi. Em đi trước đi. Đưa đứa này lên cầm. Rồi. Thôi em cầm. Gian ẩm thực là cái gian đông nhất. Đi một vòng đi coi mình em muốn ăn món gì. Bún Thái á. Đào kìa. Đây. Gì giống trứng gà. Khu ẩm thực tại hội chợ Thái Lan. Chào qua khúc mật ong chanh dây tăng người tăng hầu dễ như cuộc sống. Cuộc sống tăng qua thì là nhiều sự lựa chọn ở Việt Nam. Quỳ ơi, nghe nó quỳ nó vậy, nó không chờ lên thanh nó đúng đó. Ôi, bạch tụ kìa, mực. Nè, người ta nướng á. Bạch tụ nướng 35.100g. Cơm. Chả mực kìa em nhìn, y như cái con ghẹ luôn á, chả ghẹ chứ. Hồi mình thử á. Hấp dẫn chưa? Đây, bây giờ mình ăn. Nè, nó có loại tô đặc biệt với tô thường. Mình ăn gì? Đặc biệt chắc nó đầy đủ hơn. Đặc biệt là mình đầy đủ hơn cái nào. À, lấy hai tô đặc biệt đi ha. Rồi, hai tô đặc biệt ha. Hai tô đặc biệt. Mà cái này nó cay dữ không ạ? Cay ạ. Lấy hai tô đặc biệt, một tô không cay. Chị ơi. Một tô, không, hai tô không cay hết đi. Chị ơi. Hai tô đặc biệt, hai tô không cay á. Rồi, hai xong rồi, hai xong một nước, 100 nước. Hai tô đặc biệt không cay á chị. Cay à? Hấp dẫn quá. Tôm nè. Nhìn nó y như con ghẹ luôn. À, cái tô đặc biệt là có cái con ghẹ này luôn. Cái thằng kéo quá. Chị ơi. Đi ra. Rồi dạ. Đây. Lấy em một xiên này đi chị. Rồi. Rồi một xiên. Cái này chín rồi phải không anh? Anh để vào cái bàn đó giùm em. Hôm nay mình thử cái món bún Thái ở hội chợ ẩm thực Thái Lan và Việt Nam nha. Ở trong này có chả ghẹ nè. Đây. Mực ống nha. Nấm đông cô nè. Và đặc biệt là con tôm. Tôm to hả? Tôm càng nha mọi người. Đây để thêm nếm thử cái nước như thế nào nha. Thì rất là ngon. Cái nước vừa ngọt vừa chua nữa nè. Em rất là đậm vị nha. Cay không? Không. Nãy tô mình, này, tô này mình gọi là không có cay. Nãy mình gọi không cay mà. Đúng rồi. Nhưng mà nó có vô
nhưng mà đúng ra là nó phải cay, nó mới ngon. Nó mới là bún Thái. Trước tiên là ăn cái mực với nhau đầy đủ hơn mọi người nha. Tôi bình thường thì không có ghẹ, chả ghẹ. Tôi tưởng đâu là nó người ta nắng ra thành cái hình cái con ghẹ hả? À, nhưng mà thật sự là không phải. Nhưng mà thật sự là chả ghẹ, tức là nó lấy cái vỏ, cái vỏ của ghẹ và nó dồn chả vô nha mọi người. Để thử cái nước coi. Đây, xung quanh rất là đông người nha. Nước chua chua. Ừ, ngọt, ngọt. Có vậy là vừa ăn. Đi đâu nữa? Đi đâu? Ngồi đi. Hồi chợ ẩm thực thì hầu như là mọi người á, chúng ta có thể không quen biết nhau mà mình có thể ngồi trên một bàn rất là vui. Một cái này tư tôi bún miễn chê, nhưng mà có một cái là chả thì ở lộn, cá vào viên thì có vẻ là hơi bị nhiều bột. Hôm nay cuối tuần chất là người ta sẽ ăn rất là cay đó mọi người, nhưng mà tại vì thôi không có ăn cay được. Tùy theo khẩu vị của mỗi người mà mình có thể kêu là cay hay không cay nha. Nhưng mà nó cũng mang một cái gì đó riêng của ẩm thực của Thái. Đang đổ dồn qua bên khu ẩm thực rất là đông nha mọi người. Giờ mình ăn tôm nha mọi người. Hải sản ở đây cũng tươi mọi người nha. Bây giờ tới con tâm càng thôi. Chín rồi.
không có miếng nước nữa. Thầy đã ngon rồi. Quá ngon. Clip tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Xin chào.